Thưa quý thính giả của Thời báo Media, đây là một tin cập nhật cho ngày thứ Sáu, mùng 1 tháng Giêng năm 2021. Thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay, chúng tôi muốn đề cập đến một chủ đề là lá phiếu của những người Mỹ gốc Việt sẽ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử sắp đến ở tiểu bang Georgia. Chúng ta cũng biết là mỗi tiểu bang Hoa Kỳ lại có những luật lệ bầu cử khác nhau. Không tiểu bang nào giống tiểu bang nào. Tại tiểu bang Georgia thì các ứng cử viên tranh chức thượng nghị sĩ liên bang không ai, nếu mà không có ai chiếm được 50% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử đầu tiên thì hai ứng cử viên có nhiều phiếu nhất sẽ phải tranh tài trong vòng bầu phiếu thứ nhì. Và trong lần đầu thứ nhì này thì người nào được nhiều phiếu hơn, người đó sẽ thắng. Cuộc bầu cử thượng nghị sĩ vừa qua ở tiểu bang Georgia cùng vào ngày bầu cử tổng thống ngày 3 tháng 11 đã có chẳng không ai trên 50% số phiếu, và vì thế vào ngày 5 tháng Giêng sắp tới, bốn ứng cử viên gồm hai đương kim thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa và hai ứng cử viên của Đảng Dân chủ sẽ tranh tài xem ai có thể chiếm một trong hai ghế thượng nghị sĩ của tiểu bang này. Cuộc bầu cử thượng nghị sĩ lần hai ở tiểu bang Georgia xem ra hết sức quan trọng, vì nếu đảng nào, Dân chủ hay Cộng hòa, chiếm được hai ghế thì đảng đó sẽ chiếm đa số ở Thượng viện. Chính vì sự quan trọng như thế cho nên Tổng thống Trump, Phó Tổng thống Pence, Tổng thống đắc cử Joe Biden, Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris và nhiều vân chức quan trọng của chính quyền cũng như của Đảng Dân chủ đã nhiều lần lặn lội về tiểu bang này giúp các ứng viên của hai đảng tranh cử. Trong thập kỷ trước, tiểu bang Georgia là thành trì của Đảng Cộng hòa với đa số cư dân là những người Mỹ trung lưu da trắng. Những năm gần đây, làn sóng những người trẻ da màu có bằng cấp đại học, có được công ăn việc làm ở tiểu bang Georgia và nhất là ở thành phố Atlanta đã giúp cho số người ủng hộ Đảng Dân chủ gia tăng. Những người Mỹ, châu Mỹ Latin, những người Á Châu, những người tị nạn dần dần đến định cư ở tiểu bang này. Cả hai đảng Cộng hòa cũng như Dân chủ đang nỗ lực tìm sự ủng hộ của những cử tri gốc thiểu số Latino và những người Á Châu. Những người Mỹ gốc Á Châu chiếm 3% tổng số phiếu bầu ở tiểu bang Georgia, trong khi những cử tri Latino chiếm 5%. Theo Trung tâm Khảo cứu Chính trị PEW là về chính trị của nước Hoa Kỳ, số phiếu bầu của các nhóm thiểu số Á Châu và Latino ngày một tăng và có thể làm thay đổi kết quả của các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ khi số phiếu bầu suýt soát nhau giữa các ứng cử viên. Báo New York Times trong số báo gần đây cũng có bài nói về một lực lượng chính trị mới vừa thành hình ở tiểu bang Georgia, những người Mỹ gốc Á. Cũng theo báo New York Times thì trong vòng hai thập kỷ vừa qua, số người Mỹ gốc Á định cư ở tiểu bang Georgia gia tăng lên gấp đôi. Phần lớn những người Mỹ gốc Á này sinh sống ở vùng đại thủ phủ Atlanta và một phần đã giúp Tổng thống đắc cử Biden thắng phiếu ở tiểu bang này. Thành phần của những người Mỹ gốc Á gồm các sống ở tiểu bang Georgia bao gồm nhiều giai cấp. Có những người như là bác sĩ, kỹ sư và cũng có những người là giới tiểu thương, có những tiệm ăn, những tiệm làm móng, những tiệm giặt ủi. Hiện nay trong Quốc hội tiểu bang Georgia có 6 dân biểu nghị sĩ gốc Á Châu và hai người vừa được bầu vào gần đây là bác sĩ Michelle Au, một người thượng nghị sĩ gốc Trung Hoa, và bà Bi Nguyễn, một dân biểu tiểu bang gốc Việt Nam vừa được bầu vào năm 2017. Trong cuộc bầu cử thống đốc tiểu bang Georgia vào năm 2018 vừa qua, ban tranh cử của ứng cử viên Stacey Abrams đã có một tiểu bang đặc trách về số người Mỹ gốc Á Châu, và nhờ thế và nhờ sự quan trọng chú tâm như thế, kết quả qua cuộc thăm dò dân ý vừa qua cho thấy 78% những người Mỹ gốc Á đã bầu cho bà Abrams và giúp bà này đắc cử chức thống đốc. Chính vì thế, lá phiếu của những người cử tri gốc Á và nhất là người cử tri gốc Việt ở trong cuộc bầu phiếu thượng nghị sĩ vòng nhì này ở tiểu bang Georgia sẽ là những lá phiếu quyết định cho tương lai của một nước Mỹ trong 4 năm sắp đến. Thưa quý thính giả của Thời báo Media, chúng tôi xin tạm ngưng mục tin cập nhật kỳ này ở đây và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong
trong mục tin cập nhật kỳ sau.